Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên trang Apple Sound Studio. Trên tay của mình đây đó chính là iPhone SE 2020. Chiếc điện thoại ngay từ khi ra mắt thì nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần là chê, nhưng ở hiện tại thì lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Sản phẩm này cực kỳ hot trong tầm giá khoảng độ 4 cho đến 6 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu cần nhỏ gọn, cầm nắm trong tay thoải mái. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích một cách kỹ càng hơn. Với cái mức giá như vậy thì chúng ta nhận được về những gì? Cái cảm giác đầu tiên khi mà các bạn sử dụng chiếc iPhone SE 2020 ở thời điểm hiện tại đó chính là một sự khác biệt hoàn toàn so với tất cả những chiếc điện thoại khác ở trên thế giới hiện tại. Tại vì sao? Nó mang trong mình một cái ngôn ngữ thiết kế không thể nhỏ hơn ở thời điểm 2023 này. Các bạn nhìn đây ạ. Đây là iPhone 14 Pro Max và đây là iPhone SE 2020. Nếu mà tính theo đơn vị diện tích thì nó chỉ loanh quanh bằng một nửa chiếc iPhone 14 Pro Max. Và nó mang đến cho mình một cái trải nghiệm thực sự đã hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 14 Pro Max. Thời điểm hiện tại thì mình đang lắp SIM chính trên chiếc điện thoại này. Và hầu hết cái quá trình sử dụng từ nghe gọi, nhắn tin, Facebook, Zalo, mình đều sử dụng là iPhone SE 2020 thay vì là iPhone 14 Pro Max. Nó mang đến cho mình một cái sự tiện lợi hơn rất nhiều. iPhone 14 Pro Max nhá, cầm rất là nặng, diện tích rất là lớn, không thể vuốt được hết cái diện tích màn hình này. Và đa phần mình phải sử dụng bằng hai ngón tay, nhầm, hai bàn tay đấy. Nhưng mà với chiếc iPhone SE 2020 nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đã lắm các bạn ạ, cầm trong tay rất là sướng. Thậm chí ngay cả khi mình đeo thêm cái ốp này đi chăng nữa ấy, thì cái cảm giác đeo của nó, cầm của nó vẫn còn rất là thoải mái, cực kỳ tiện lợi. Cái thứ hai mình cảm thấy rất là ok trên chiếc iPhone SE 2020 này đó chính là cái tính năng hai SIM vật lý. Mình không lựa chọn iPhone 8 chỉ vì cái tính năng đấy. Tại vì sao? Bây giờ thời điểm hiện tại chúng ta hoàn toàn có những cái trải nghiệm về 4G riêng và gọi điện riêng một cách cực kỳ tiện lợi. Ví dụ như các bạn mua những cái SIM Wintel ấy, SIM vào mạng cả tháng miễn phí mới có 60.000. Ngoài ra chúng ta lắp thêm một cái SIM nữa chuyên để nghe gọi, nhắn tin với bạn bè người thân, thì giúp cho người chúng ta có thể tiết kiệm tương đối nhiều tiền. Trong khi đấy thì nếu như các bạn lựa chọn những chiếc iPhone mà có một SIM ấy, thì nó sẽ giới hạn đi cho người chúng ta một chút đấy. Tuy nhiên là tất nhiên là phụ thuộc vào nhu cầu thì các bạn sẽ có những lựa chọn khác nhau. Và mình để ý rằng là các bạn lựa chọn iPhone SE 2020 rất nhiều, tại vì là nó là chiếc iPhone gần như là rẻ nhất thế giới có tính năng 2 SIM. Cái điểm ấn tượng thứ ba trên chiếc iPhone SE 2020 này đó chính là hiệu năng của nó. Trên một chiếc điện thoại nhỏ gọn, phải nói là quá nhỏ gọn như này, nhưng mà hiệu năng của nó vẫn còn quá tốt. Từ nhắn tin, nghe gọi, YouTube, Facebook của mình ấy, nó phản hồi cực kỳ nhanh. Thậm chí là mình thấy rằng là với những nhu cầu cơ bản ấy thì nó chẳng khác gì so với một chiếc iPhone 14 Pro Max. Vào bấm phát là nhảy luôn, bấm phát là nhảy luôn. Mà thậm chí nữa, những cái phiên bản iOS mới nhất luôn ấy, cứ ra phát mình cập nhật luôn. Và mình cảm thấy chẳng có cái lỗi gì cả. Và đa phần các bạn ý rằng là những cái lỗi, ví dụ là lỗi bàn phím này, hay lỗi Bluetooth, hay lỗi AirDrop, hay lỗi ao ứng dụng ấy, đều có trên những chiếc iPhone đời mới nhất. Vì nó là mới ra, nó cái phần cứng, phần mềm nó chưa tương thích. Còn đối với những cái chiếc iPhone đời cũ này nhè rồi nhá, phần mềm ra phát là ổn định luôn, dùng rất ok, trơn tru mượt mà. Đấy, mình sử dụng rất là lâu rồi và mình cảm thấy rất hài lòng về phần hiệu năng của nó. Điểm mà ấn tượng tiếp theo nữa trên chiếc iPhone SE 2020 này đó chính là camera. Mặc dù là nó chỉ có một camera thôi, nhưng mà nó có chế độ quay video 4K này và chụp ảnh cũng rất là nét. Nên là với những tác vụ thông thường hàng ngày của chúng ta nhé, hoàn toàn có thể sử dụng iPhone SE 2020 này chụp ảnh. Nước ảnh cho ra thì nó tất nhiên là không thể bằng iPhone 14 Pro Max, nhưng mà các bạn có thể kết hợp với những phần mềm bên thứ ba. Và mình dám khẳng định rằng trong tầm giá 4 cho đến 6 triệu đồng, rất ít một chiếc điện thoại nào đấy ngoài Apple có thể là cạnh tranh với chiếc iPhone SE 2020 này về khả năng chụp ảnh. Đặc biệt là quay video thì vô đối luôn, khả năng thu âm của nó quá đẳng cấp. Tuy nhiên, khi mà các bạn lựa chọn iPhone SE 2020 này, chắc chắn các bạn sẽ phải chấp nhận với một vài điểm yếu của nó khi mà so sánh với những đối thủ trong cùng tầm giá. Thứ nhất đó chính là cái kích thước màn hình quá nhỏ bé. Vừa nãy là chúng ta nói về cái lợi là thao tác trên màn hình tiện lợi đúng không? Tuy nhiên nó có một cái điểm thiệt, đó chính là cái diện tích sử dụng quá nhỏ bé. Nếu như các bạn lựa chọn điện thoại Android ấy, trong tầm giá 3 đến 4 triệu thôi, các bạn hoàn toàn có thể có kích thước lên tới là 5 inch, 6 inch, thoải mái, rất là rộng, mang đến cho chúng ta cái không gian trải nghiệm nó sướng hơn, chắc chắn là sướng hơn về phần thị giác, nhìn to rộng kiểu gì cũng ok. Thứ hai đó chính là pin.
iPhone 2020 ở hiện tại nó đã 3 năm và thời điểm ra mắt của nó thì pin chưa bao giờ là được đánh giá cao. Ở thì hiện tại cũng tương tự như vậy. Chúng ta lựa chọn những chiếc iPhone hàng qua sử dụng này thì pin của nó chỉ rơi tầm 7X, 8X hoặc là 9X, còn nào ngon lắm thì được 100. Thì chúng ta có thể đáp ứng được vào khoảng 1 ngày nếu như các bạn sử dụng ít. Còn nếu như các bạn mà lại dùng cả 4G, lại chơi game nữa thì thôi, không được. Phải sử dụng 2, thậm chí 3 lần sạc là một điều hoàn toàn bình thường. Thứ ba, điểm yếu thứ ba khi mà so sánh với những đối thủ trong cùng tầm giá, đó chính là cái ngôn ngữ thiết kế của nó quá nhàm chán. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó giống với một chiếc iPhone 6, iPhone 7, thậm chí là iPhone 8 đi chăng nữa. Nhìn nó thiết kế quá cổ lỗ sĩ. Nếu như các bạn lựa chọn những chiếc điện thoại Android ấy, thì chúng ta sẽ có ngôn ngữ thiết kế nó bóng bẩy, hào nhoáng, rồi thì 3 camera, thậm chí 4 camera, 5 camera. Nhưng mà đây thì chỉ có 1 camera đơn mà thôi. Và đấy là những thứ mà chúng ta phải chấp nhận, cũng như là những thứ mà chúng ta nhận được khi mà lựa chọn iPhone SE 2020 ở thời điểm 2023 này. Thì vậy thì các bạn đánh giá sao về chiếc iPhone này? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Và đừng quên truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với Xoan Store. Thì tại đây thì sẽ có những chiếc máy hàng siêu lướt như này. Đấy, máy đẹp và chính sách bảo hành hậu mãi. Rồi chúng ta có thể lựa chọn lên gói 2 năm, 1 đổi 1 trong 12 tháng. Không khác gì máy mới luôn. Và các bạn cũng sẽ được hưởng cái chính sách đó chính là rơi vỡ, các bạn sẽ được thay kính thoải mái. Vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa, đến ngay với Xoan Store để trải nghiệm cũng như là mua sắm iPhone SE 2020. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.